sao Trung Mê Thiết Kế Việt, Phạm Băng Băng diện váy của Trung Thanh Phong càn quét liên hoan phim Cannes. Địch Lệ Nhiệt Ba được khen đẹp như nữ thần với đầm cưới của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư. Dương Tử Hóa công chúa với váy hồng của Công Trí. Phạm Băng Băng mang thiết kế Việt đến liên hoan phim Cannes. Tham dự tiệc rút tại liên hoan phim Cannes, Phạm Băng Băng gây ấn tượng cực mạnh khi diện mẫu đầm butterfly dress của nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Bộ cánh ánh kim làm nổi bật làn da trắng của Phạm Băng Băng và thiết kế chiếc eo giúp cô tôn dáng. Bên cạnh đó, người đẹp còn chọn kiểu trang điểm sắc sảo, nhấn nhá bằng khuyên tai bản to và giày cùng màu. Tổng thể trang phục của Phạm Băng Băng được đánh giá là hài hòa và sang trọng. Hình ảnh Phạm Băng Băng diện chiếc đầm có họa tiết cánh bướm đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về phản hồi tích cực. Ở liên hoan phim Cannes lần thứ 76, Phạm Băng Băng được đánh giá cao khi luôn đầu tư trang phục hoành tráng, chỉn chu ở mỗi lần xuất hiện. Sau 2 ngày dự liên hoan phim Cannes, Phạm Băng Băng xuất hiện nổi bật với 5 bộ váy. Chỉ riêng trong ngày 18 tháng 5, cô đã diện 3 chiếc đầm khác nhau từ các thương hiệu Trung Thanh Phong, Harvey Senit và Mitsuhi. Địch Lệ Nhiệt Ba 2 lần diện váy của nhà thiết kế Việt. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng có 2 lần ghi điểm tuyệt đối khi diện mẫu đầm của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư. Cụ thể, Địch Lệ Nhiệt Ba chuộng các thiết kế váy bó sắt giúp tôn lên đường cong cơ thể chuẩn S-line của mình. Thiết kế đầu tiên, mỹ nhân Tân Cương dùng để xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện vào tháng 2 năm 2022. Trang phục giúp cô tôn dáng và nổi bật giữa dàn sao hoa ngữ. Thiết kế này được yêu cầu đặt riêng cho Địch Lệ Nhiệt Ba với tiêu chí lộng lẫy nhưng tinh tế, có tông màu bạc bắt sáng trên sân khấu. Thiết kế thứ hai của Phạm Đăng Anh Thư mà Địch Lệ Nhiệt Ba từng mặc cũng có kiểu dáng khá giống mẫu đầm đầu tiên, nhưng khác hơn với phần tay có tua rua lấp lánh. Bộ váy giúp Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên dáng vẻ nữ thần và bừng sáng trong mọi khung hình. Dương Tử đụng hàng Hồ Ngọc Hà với thiết kế của Công Trí. Tham dự một sự kiện của CCTV, Dương Tử từng diện mẫu đầm hồng nền nã của nhà thiết kế Công Trí trong bộ sưu tập Thu Đông 2020. Dương Tử cũng là mỹ nhân hoa ngữ đầu tiên diện trang phục của Công Trí. Tuy nhiên, Dương Tử lại không được đánh giá cao với mẫu đầm này, bởi lẽ nó khiến cô bị lộ khuyết điểm về bắp tay và vòng eo. Có thể thấy, ảnh tự đăng và ảnh chụp trực tiếp tại sự kiện của Dương Tử khác xa nhau. Trước đó, khi Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà xuất hiện trên Vogue Pháp, Hồ Ngọc Hà cũng từng diện thiết kế này. Trong khi Dương Tử chưa thực sự hoàn hảo trong bộ cánh của Công Trí, thì Phạm Băng Băng và Địch Lệ Nhiệt Ba đã có trải nghiệm thành công với trang phục của các nhà thiết kế Việt. Đây là một tín hiệu tốt, cho thấy các sản phẩm thời trang của Việt Nam ít nhất đã có tầm ảnh hưởng và sức lan tỏa ở thị trường quốc tế, đặc biệt là showbiz hoa ngữ.